Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp truyện dài Cậu Chó, tập thứ 15 của tác giả Trần Đức Lai. Một hôm, lão lang tàu Phúc Sinh Đường đang ngồi bốc thuốc cho các thân chủ của lão ngoài chợ huyện, thì có một thiếu phụ đến yêu cầu lão đi xem mạch bốc thuốc cho chồng bà ta, đang bị bệnh cảm hàn nặng. Nằm ở nhà đã lâu, lão Phúc Sinh Đường chỉ coi bệnh bắt mạch bốc thuốc ở nhà. Lão không đi coi mạch tại gia cho ai hết, nhưng lần này vì thiếu phụ năn nỉ mãi, lão vẫn chưa chịu đi, thì cô con gái lớn của thiếu phụ đó đến gọi mẹ. Mẹ ơi, chú đau nặng lắm, mê man, con sợ quá, thế mẹ đi mời thầy lâu, con phải chạy ra coi mẹ đã mời được cụ thầy chưa. Thì thiếu nữ bỗng nhiên lão lang tàu nảy ra ý tà. Tuy lão đã gần 60 tuổi nhưng sức lực lão còn cường tráng. Lão định dựa vào cơ hội cứu nhân độ thế này để hỏi cô gái xinh đẹp kia làm vợ ba cho lão. Lão hỏi thăm ngay thiếu phụ. À, cô đó là con gái bác là. Thiếu phụ đáp. Dạ, bẩm thầy, cháu là con gái lớn của vợ chồng tôi đó. Cô gái ấy à, làm lại bao nhiêu tuổi? Dạ, bẩm thầy, 18 tuổi. Hê, con gái lớn rồi hỉ, là có lắm mô hỏi chưa? Thiếu phụ thành thật đáp. Bẩm thầy, cũng có người muốn giảm rồi, nhưng nhà cháu chưa muốn cho cháu lấy chồng. Giá lại người xứng đáng thì chưa, nhưng người tạp nham thì phiền, sợ cháu nó khổ. Thầy lang cười đáp. Phải bà nghĩ ai dưa thì phải. Lấy tôi ly coi mạch cho ông nhà bà, tôi bốc thuốc cho, thay lầu cũng khỏi mà. Thế bỗng nhiên thầy lang trở giọng chấp thuận đi coi mạch bốc thuốc chồng bà. Thiếu phụ mừng rỡ nói. Dạ bẩm cảm ơn cụ lang. Lão lang đưa tay ra, ngăn lại nói, lần chơ, lần có gọi cụ lớn, tôi mới ngoài 40 thôi mà. Chưa được cụ lớn, lão Phúc Sanh Đường, khai sục đi 20 tuổi, đó là thâm ý của lão. Lão bận áo đội mũ, cầm chiếc đồng hồ dài, lật đật đi theo thiếu phụ và thiếu nữ đi coi bệnh. Lão vào một thôn cách huyện không xa lắm, để coi mạch cho một gã đàn ông trạc 40 tuổi. Đau thương hàng nằm trong buồng, lão đốt đèn lên để coi mạch xong và nói, bệnh của ông nhà Lê lặng lắm, mà nhân may mắn gặp tôi, tôi cố chữa cho là khỏi. Tôi coi mạch rồi, bệnh thương hàng phải kiêng cơm, không có lượt cha ăn chi hết ngăn hồng. Thôi, có người mô cho theo tôi ra hiệu ra lấy thuốc sắc cho ông nhà uống, chỉ ba bốn thang là khỏi ngay mà lần có lo ngăn. Thì thiếu phụ mừng rỡ định đi theo ông tàu Phúc Sinh Đường, nhưng lão lang tàu Phúc Sinh Đường đã chỉ thiếu nữ mà nói rằng, chà, cây cô ly cũng lượt mà, bà khói phải ly, mà cô ly tên là chi hỉ? Thiếu phụ đáp, dạ bẩm thầy, tên cháu là Dược. Lão tàu cười đáp, Dược là thuốc, Dược là hoa thuộc Dược à, hay, tên Dược hay lắm ạ, à, cô Dược đi theo tôi ra cửa hàng lấy thuốc ra. Thiếu phụ bảo con gái, được con đi theo ông thầy ra lấy thuốc đem về, mã sắc cho chú con uống. Dược ngần ngại khẽ cau mặt như để hỏi mã có điều chi. Thiếu phụ bấm Dược khẽ nói, nhà bây giờ không có tiền, con chịu khó đi theo ông thầy ra cửa hiệu của ông ấy, nói khéo với ông ấy hốt thuốc chịu cho chú con chứ mà không còn tiền. Không biết tính làm sao trả được ơn của thầy lang Phúc Sanh Đường đã cứu tử chồng mình. Mà cố Dược bèn sang hỏi mụ hàng xóm kế bên, mừng cách trăng trả được cái ơn cứu tử. Mụ biểu hộ, xin tạ ơn mụ. Bà hàng sáng cười nói, hê hê, tôi sợ chú thím không bằng lòng, chú thím bằng lòng thì việc giấy ở. Mà cố Dược đoan đã hỏi, mụ hàng sáng cười nói, tôi biết thầy lang Phúc Sanh Đường mê con Dược nhà thím lắm. Nếu thím chấp nhận gả con Dược nhà thím cho ông ta thì chẳng những thím không phải bán nhà, mà thím còn có thể lấy được hàng chục căn nhà như nhà của thím nữa. Thầy lang Phúc Sinh Đường giàu lắm, lại có vẻ thương con Dược nữa cả. Tôi nói để cho thím biết, con gái là con của người ta, thím không gả con Dược cho thầy lang để lấy tiền. Thì sau này thím có gả cho đứa mô nữa, chắc chi thím đã được tiền, mà con gái thím lại vất vả là đằng khác. Thím nghe tôi về bàn với chú ấy. Nếu chú thím thay lòng cứ cho tôi biết, tôi mai mối cho con Dược với ông thầy tàu đó. Mà cố Dược suy nghĩ rồi nói, mụ để tôi nghỉ một vài ngày, tôi bàn lại với chú con Dược nhà tôi cho răng được,
tôi khổ quá, mụ ơi. Cháu nó nhỏ quá mà ông thầy Tào Phúc Sinh Đường lại già quá rồi. Ông có thể đẻ ra chúng tôi mà bây giờ lại lấy con gái chúng tôi thì coi răng được. Mộ Hàn sáng cười đáp. Chàng ơi, thím nghĩ dơ dẫn làm chi? Con gái là con của người ta, con trai mới là con của mình. Để hắn lấy chồng xứng đôi vừa lứa mình được chi mô hỉ. Gả hắn cho ông Lan thím với chú được vài ngàn đồng bạc. Bây giờ chú thím làm chi cho ra số tiền nhiều rứa. Rồi mộ khẽ nói. Thím dạy quá, cho con dược lấy lão Lan Tàu chỉ vài năm thì lão về chầu trời thì con dược lại trở về chứ mất chi đâu. Thím cứ về thơ chuyện lại với chú. Chú là đàn ông răng chú nó cũng nghĩ xa hơn thím. Chú nó bằng lòng cho mà coi. Nếu chú thím bằng lòng thì cứ cho tôi biết, tôi sẽ kiếm được vài cái áo mặc rét đó hỉ. Lão thầy Tàu mê con dược nhà thím lắm. Con gái mụ mới 18 tuổi, tuổi đang lớn, tuổi dậy thì xinh đẹp nhất đời của tuổi người thiếu nữ. Bây trừ lại lấy một lão già Tàu nhân gia đình mụ trong mấy năm nay, nghèo quá rồi, ruộng thì mất liên tiếp mấy mùa. Buôn bán thì chẳng những không có lãi mà còn bị lỗ vốn hàng ngày. Gần đây chú Dược lại bị đau, không có lão Lan Tàu Phúc Sinh Đường thì chú của Dược đã nghèo rồi. Thôi thì cho Dược lấy lão Lan Tàu Phúc Sinh Đường, vừa trả ơn cứu tử cho lão Lan Tàu, vừa kiếm số vốn ngoằn ăn sau này. Thím về bàn với chồng, vợ chồng suy nghĩ liên tiếp trong mấy ngày đêm, rồi mới quyết định gả Dược cho lão Lan Tàu Phúc Sinh Đường. Thím cho mụ bán hàng sáng biết là mụ và chồng mụ bằng lòng gả con gái của mụ, Dược cho lão Lan Tàu. Mụ hàng sáng thích thú, tươi cười đon đả, chạy đến cửa hàng lão Phúc Sinh Đường báo cho lão tin mừng. Chú Phúc à, tôi đã nói hộ chú rồi đó ngang. Chú Phúc Sinh Đường ngạc nhiên hỏi, hay chuyện chị vậy thêm bậy? Chuyện cô Dược con gái chú Nhiêu Cường đó. Chú Tàu Phúc Sinh Đường sung sướng cười hiếp mắt. Chuyện cô Dược hả? À, chú Nhiêu Cường bằng lòng gả cô Dược cho ngộ rồi hả? Xong rồi, tôi nói hộ chú rồi. Chú cô Dược đã bằng lòng rồi. Chú Tàu sung sướng. Ha ha, hay quá ha, bà Bảy giỏi lắm mà. Tôi cảm ơn bà Bảy đó. Bà Bảy cầm lấy năm lồng lê may áo ngăn. Nói rồi lão lấy tờ giấy con công xanh đưa cho mụ Bảy. Một tháng sau, đám cưới Dược đã diễn ra rất linh đình. Chú Tàu Phúc Sinh Đường lấy được cô vợ trẻ còn trinh, nên chú cúng kiến tổ tiên cúng thần tài rất trọng thể. Chú Phúc Sinh Đường tin rằng, như chú mà lấy được con gái Tiết Trinh thì tha hồ mà phát sồi. Chú cho đó là cái hên. Chú Phúc Sinh Đường nằm nghiên cứu một loại sách bên mâm đèn để chú tận hưởng cái đêm tân hôn nàng trinh nữ Nguyễn Thị Dược. Lão tìm được tập Tràng Sanh Bất Lão Thái Y Quách Cương Mỹ Trào Tần Thị Hoàng, đã từng được Tần Thị Hoàng quý mến phong làm thái thượng, cất đất cho hưởng thần tướng, được tu thuế. Chỉ vì Quách Trường Mỹ bày ra được cái trò hưởng lạc thú Tiết Trinh của nàng trinh nữ, mà lại còn được hưởng cả nội lực, sức mạnh đương thời của tuổi dậy thì, tuổi trai tráng, mà có thể bẻ gãy sừng trâu của nàng con gái Tiết Trinh. Cái môn thuốc gia truyền của lão thượng Quách Trường Mỹ, vị thái y được trọng dụng nhất đời Tần Thị Hoàng, vị đế vương đã đốt sách giết học trò và dùng loại táo tàu có ngâm các loại thuốc bắc khác nữa. Đợi khi nhập phòng với người đẹp trinh nữ, thì lấy bốn quả táo tàu nhét vào cử mình nàng trinh nữ. Khi nhập phòng nàng trinh nữ trần truồng trong tối tân hôn, để tiếp người chồng mới, nhưng lão Phúc Sinh Đường không hấp tấp. Lão Phúc Sinh Đường bỏ ra mấy ngàn đồng hồi đó bằng hàng triệu bây giờ, là cốt lấy Tiết Trinh người con gái tuổi đang dậy thì, mà Phúc Sinh Đường cho rằng lão sẽ làm giàu dễ dàng. Đồng thời lấy được sức khỏe của người đẹp để bồi dưỡng cho cái tuổi 60 của lão, trở về tráng niên. Lão đã thực hiện đúng với sở nguyện của lão. Lão đã hên vô cùng, lão đã hồng hạp với một người lập ra xưởng máy dầu Quân Diệp, phát tài hàng trăm ngàn đồng. Sức lão bỗng nhiên khỏe hẳn lại. Tuy đã ngoài 60, nhưng lão đã chiều thường xuyên được cô vợ trẻ sung sức của lão. Nàng Nguyễn Thị Dược đã sanh với lão hai thằng con trai khỏe mạnh, bụ bẩm. Mấy gã đồng hương của lão Tàu Phúc Sinh Đường đã mướn người viết bốn chữ Lão Băng Sanh Châu làm bức hoàng chi để mừng lão sanh được hai đứa con trai. Tuổi tuy đã ngoài 60 lại nghiền, lão Tàu và Phúc Sinh Đường trông vẫn khỏe mạnh, hồng hào. Lão vẫn chiều đãi cô vợ trẻ mới ngoài 20 tuổi, đã sanh với lão được thêm ba đứa con,
hai trai một gái khỏe mạnh bụ bẫm. Nhiều người ngạc nhiên hỏi thăm bí quyết sống lâu lại đầy đủ sinh lực để chiều đãi người vợ trẻ. Lão lang tàu Phúc Sinh Đường chỉ cười một cách bí hiểm. Ngộ à là thầy thuốc mà, ngộ nhiều thuốc quý lắm mà. Ngộ còn có thể lấy được à. Nhiều lão nhà giàu muốn bắt chước lão tàu Phúc Sinh Đường nên đã bỏ ra hàng trăm đồng mua thuốc bổ thận, tăng cường sức khỏe để lấy vợ lẽ. Quan huyện Hương Trà, anh ruột cậu chó cũng thường ra nhà lão Phúc Sinh Đường để nhờ bốc thuốc bổ thận kiên tinh, thập tu. Gã lính Lệ Hầu trong huyện vẫn thường dẫn quan huyện ra nhà lão tàu Phúc Sinh Đường, lão thú thật với quan huyện. Sở dĩ ngậu à vẫn sung sướng chiều chuộng được người vợ trẻ, ngậu nhờ thuốc bắc thì ít mà nhờ vào thuốc phiện thì nhiều. Thuốc phiện là loại thuốc chữa bách bệnh mà quan huyện muốn thử với bà huyện tối nay á. Thì quan huyện cứ hút vài điếu, hút lũ thôi, lần có say quá không có lược à, say quá là trú cò à quan huyện. Nghe lời lão Phúc Sinh Đường, quan huyện hút hai điếu thuốc phiện hết sức sung sướng, còn khỏe hơn hồi trai tráng mới sánh duyên với bà huyện. Chiều hôm nay, quan huyện đã trơ trẽn khi ngài vừa vào chỗ duyên tắm. Quan huyện ngồi thừ ra, vừa khi quan huyện ôm lấy duyên thì đã hết. Câu nói của Duyên thôi hỷ làm quan huyện uất ức lại vừa ngượng nghịu cho sự gần như bất lực của ông. Ngay khi ấy, ông nghĩ đến lão tàu Phúc Sinh Đường. Lão tàu từng đã được các đồng bào của lão ta chúc mừng là lão ban sanh châu. Lão tàu đã ngoài 60 tuổi mà vẫn khỏe mạnh sung sướng, đã lấy được cô vợ ba ngoài 20 tuổi. Bữa cơm chiều dọn ra, quan huyện và Duyên ngồi ăn cơm, nét buồn của Duyên thật xinh đẹp, làm quan huyện ngồi ngắm mà không gấp được thức ăn để ăn. Duyên thấy anh chồng ngồi nhìn mình quá chăm chú bèn hỏi, nhìn chi mà nhìn dữ rứa? Quan huyện cười đáp, trông em xinh quá. Duyên ngây thơ hỏi, xinh thiền răng, chú bậy có phước quá mà, còn Duyên thì răng. Quan huyện cười đáp, răng thì khuya rồi em biết. Duyên mỉm cười một cách khinh khi làm quan huyện có vẻ bực. Quan huyện nhắc lại, cười chi, khuya rồi em biết. Duyên cười hỏi, khuya thì răng, có như chiều ni không? Quan huyện hơi uất, rồi em thấy. Quan huyện ăn cơm rất nhanh, chờ cho trời thật tối mới chống ba tôn cùng với thập tu ra tiệm thuốc bắc, nhà lão Phúc Sinh Đường ở ngoài phố huyện. Được báo trước nên tối nay lão tàu Phúc Sinh Đường tiếp trước quan huyện với bát thập rất thịnh trọng. Lão pha ấm trà tàu ướp xối, một hộp táo tàu, một gói kẹo đậu phộng. Lão tàu Phúc Sinh Đường là thứ tàu nhà giàu, nay về già thích thụ hưởng, nên lão sắp sửa trong chỗ lão hút rất sang trọng. Lão lại huấn luyện cho cô vợ ba của lão tiêm thuốc phiện hầu lão đêm nay. Lúc đầu lão định biểu cô vợ ba của lão thi tài tiêm thuốc phiện cho quan huyện coi. Nhưng lão ngồi suy nghĩ thế nào không biết, lão Phúc Sinh Đường bỏ trò chơi nguy hiểm, vì vợ lão quá trẻ mà quan huyện chẳng già chi. Vả lại vợ lão là một An Nam, không phải là người Tàu, nên vợ lão rất dễ sa ngã trước một gã An Nam đẹp trai hay sang trọng như quan huyện. Lão Tàu nằm hút chờ quan huyện đến. Lão bảo vợ ba của lão, mình tìm cho anh một chập à, hễ có quan huyện gọi ra thì em bỏ đó cho anh, rồi đi vô trong nhà. Cô dược vợ ba lão tàu Phúc Sinh Đường cười hỏi, trăng lại phải vô nhà trong, em ở ngoài đi không được hỉ. Lão tàu cười đáp, ở mận chi, vô trong với con. Nàng dược tiêm thuốc phiện rất tài, rất khéo, căn bùng kín đáo ấm cúng. Lão Phúc Sinh Đường vừa hút vừa ngắm cái xinh cái đẹp của nàng dược, cô vợ ba của lão. Trời đã tối mịt, lão Phúc Sinh Đường ngạc nhiên vì quan huyện chưa đến, thì ở ngoài cửa có tiếng gọi. Ông Phúc ơi, cho vô với! Lão tàu Phúc Sinh Đường vội ngồi dậy ra hiệu cho vợ nhỏ. Mình ngả bỏ đó, ly vô trong. Cô dược vội vàng, chụt xuống xỏ chân vào đôi dép, đi thẳng vào nhà trong. Chú tàu Phúc Sinh Đường lên tiếng. Ngậu gia mở cửa lo! Lão Phúc Sinh Đường lẹp kẹp đi đôi dép ra cửa. Lão mở then cửa thì quan huyện đã đẩy cửa vô. Lão Phúc chắp tay chào quan huyện. Phẩm hoàng lãng à! Lão Phúc được quan huyện đưa tay bắt tay. Lão Phúc đưa cả hai tay ra nắm lấy bàn tay của quan huyện mà gật. Thập tu cầm chiếc hèo đi theo hầu quan huyện. Lão Phúc đưa tay mời quan huyện vô nhà trong. Chỗ lão nằm hút,
Xin mời quan lớn vô chơi. Quan huyện cười gật đầu hỏi: thấy rằng ông Phúc dạo này mạnh khỏe hỉ? Lão Phúc xin đường gãi tay đáp: bấm lại quan lớn, mạnh lắm mạnh lắm, vợ ngộ lại có chữa rồi mà. Quan huyện cười vỗ vai lão Phúc: lão Phúc khỏe quá mà. Lão Phúc chỉ vô mâm đèn nói: ngộ nhờ thứ này mà quan lăng hút thuốc phiện khỏe lắm, phải biết giữ mà chơi nó. Thuốc phiện là thuốc bách bệnh mà, nhờ thuốc phiện mà kiên tinh khỏe mạnh chiều đàn bà con gái lột hết mà. Quan huyện gật đầu: cũng gì, muốn khỏe như chú nên hôm nay tôi ra nằm hút với chú mấy điếu áo phiện đây, được không chú Phúc? Lão Phúc xum xoe nói: dạ, xin quan lớn cứ dùng có bao nhiêu lâu, quan lớn dùng bao nhiêu cũng lột mà. Xin mời quan lớn nằm đây. Chú Phúc tàu trải chiếc nệm bông bên mâm đèn đối diện với chú, một chiếc gối cao cho quan huyện. Chú thập tu đứng khoanh tay nghe nói: chú thập tu à, chú ngồi xuống ghế chơi, uống trà lớn. Trà nhà ngậu úp suối ngon lắm à, ngậu mua từ bên tàu sang mà. Chú Phúc rót trà tàu úp suối mời quan huyện và thập tu. Chú mở hộp kẹo Triều Châu, loại kẹo đậu phộng thật ngon cho quan huyện. Chú Phúc sửa lại ngọn đèn dầu, đậu phộng, lấy kéo cắt bớt sửa soạn ngọn cháy thật đều. Đầu ngọn lửa hồi khẩu đèn ba phân, mâm đèn của chú Phúc là loại mâm đèn sang trọng, chiếc pha lê trắng muốt có bốn chữ Phúc Lộc Thọ Khang. Chiếc đèn dầu đậu phộng được đặt trong một chiếc bàn chạm bằng pha lê trắng, những chiếc gác tiêm mốc dọc làm bằng ngà trất quý cũ. Một chiếc diện màu nâu bóng gọi là diện ngũ bách kim tiền. Lão Phúc nói mua 500 đồng mà Phúc nói là có từ thời Khang Hy nhà Thanh để lại. Chiếc dọc tẩu chú Phúc khoe là chiếc sầu tổng, cũng hút toàn thuốc cống, nên hút mát rượi, mau say. Là thầy thuốc bắc, chú Phúc lợi dụng tích cực thuốc phiện. Chú Phúc đã từng khoe trong chiếc dọc tẩu của chú có một miếng quế thanh, loại quế tiện nhà vua mà lão Phúc mua được của người con trai quan ngự y Thái Trung Hy. Cậu ấm tim cũng ghiền áo phiện, nên đã lấy của gia bảo ra bán cho chú Phúc. Chú Phúc cho miếng quế nằm bên trong dọc tẩu, đã 4 năm nay rồi. Chú Phúc nói miếng quế để trong dọc tẩu thì chữa bệnh đau mắt, bệnh đau bụng gọi là thần dược. Còn để như chú Phúc trên 1.000 ngày thì tha hồ mà chữa đủ các loại bệnh, nhất là bệnh thiên thời, thì số dách khỏi ngay. Một miếng quế như rứa chú có thể bán được hàng chục ngàn đồng dễ dàng. Trên mâm đèn của chú Phúc còn có một quả Phật thủ để đã lâu nên tóp lại và chắc nịch. Thuốc phiện nướng lên còn thừa trên đầu tim là chú Phúc châm vào quả Phật thủ để trên mâm đèn. Quả Phật thủ cũng đã trở thành một thứ tiên dược, chữa được rất nhiều bệnh. Cứ như thế chú Phúc giảng giải thì trong mâm đèn của chú Phúc, thứ chi cũng là một thứ quý dược hết. Chú tận dụng cái khả năng thành tiên dược của thuốc phiện để giảng giải cho quan huyện nghe. Hôm nay quan huyện ra nhà chú tàu Phúc sinh đường là để tăng thêm sức lực buổi chiều ni. Quan huyện chán trường uất hận khi ngài vừa ôm cứng lấy Duyên thì chao ôi tất cả đều hết. Quan huyện thở hắt ra, còn Duyên thì nhìn quan huyện cười và hỏi một câu móc họng: thôi hỉ. Quan huyện khẽ thở dài vì chẳng còn gì nữa. Quan huyện tự thấy sức mình đã yếu rồi, lại gặp phải Duyên, thiếu nữ trẻ măng sức lực dồi dào, lại đang có mang. Nếu ông không ra nhà chú Phúc để nhờ chú Phúc tăng cường thêm sức lực cho quan huyện dùng chất ma túy thuốc phiện này, mà theo chú Tàu thì hết sức kiên tinh bổ lực, giữ không cho thận suy, thì quan lớn còn mặt mũi nào là đấng trượng phu. Chú Phúc đậy xong chiếc chụp đèn, ngắm cẩn thận ngọn đèn rồi chú mới rót thuốc ra, để chiếc cân đồng trên khay đèn tiêm chấm thuốc, chú nằm xuống tiêm. Thuốc phiện hơi trên lửa nở phồng, chú Phúc chấm điếu thuốc thật lớn rồi lấy dọc tẩu đưa lên gần hậu khẩu đèn. Chú đánh điếu thuốc trên mặt chiếc diện ngũ bách kim tiên. Chú Phúc đánh nhanh tay nên điếu thuốc từ màu nâu đã ngã sang màu kim tuyến rất đẹp. Chú để điếu thuốc vào góc mặt diện rồi ngắt ra một điếu nhỏ, lăn nhanh trên mặt diện. Chú Phúc lăn ngược điếu thuốc nên điếu thuốc chắc cứng. Chú phóng điếu thuốc vào nhĩ tẩu lăn tròn chiếc tiêm thật nhanh lên điếu thuốc, gạt lửa mềm ra dính chặt vào nhĩ tẩu. Còn chiếc tiêm ấn sâu vào điếu thuốc, trong điếu thuốc như trái quýt. Đó là lối tiêm thành thạo của mấy người nghiện, biến điếu thuốc trông y như chôn quýt, chắc nịch.
Chú Phúc ấn điếu thuốc vào thành đèn cho chắc điếu thuốc rồi mới đưa sang cho quan huyện hút. Khi quan huyện kéo điếu thuốc về thì chú Phúc lật đật rót chén trà tàu nóng để quan huyện hãm. Quan huyện kéo điếu thuốc về kêu ro ro. Ông hút rất thành thạo. Hút xong điếu thuốc, quan huyện uống ngụm trà tàu. Rồi ông nằm ngửa nhìn lên nóc nhà phà khói, khoan khoái. Điếu thuốc phiện đầu tiên như ngắm vào tim can tỳ phế quan huyện. Bụng ông sôi ầm ầm, chú Phúc cười nói. Hoàng lớn học liêu thuốc phiện lìa à, vô rồi. Hoàng lớn mới thấy trong người máu chạy dần dần à. Thuốc phiện là bách bệnh tiêu tăng, dẫn mệnh tiêu trừ mà, thưa quan lớn. Quan huyện gật đầu cười nói. Hay, thuốc ngon quá lại được, chén trà tàu cũng ngon nữa. Hút đến đâu biết đến đấy. Rồi quan huyện hỏi kinh nghiệm của chú Phúc. Nè, tôi hỏi chú Phúc hỉ. Ê dạ, chú hút thuốc phiện đi được bao lâu rồi? Dạ, bẩm quan lớn là 25 rồi. Chà, lâu dữ, tôi hỏi thật chú ngang chú Phúc. Người ta nói những người ghiền là bất lực phải không? Chú Phúc cười chỉ vào ngực chú rồi nói. Quan lớn trong tôi là tôi vẫn khỏe mạnh mà. Tôi à, lại lấy vợ nhỏ, tuổi mới có 22, sinh được hai lứa con và vợ tôi lại đang có thai. Như dứa, quan lớn thấy hút thuốc phiện lâu có là bất lực à. Quan huyện cười nói, chắc chú có mang ra sao? Vì chú là thầy Lan, chứ tôi có một người bạn hút thuốc phiện là ông ấy không thích đàn bà nữa. Thầy Lan Tàu Phúc Sinh Đường vừa cười vừa nói, lo là ông ấy hàm hút thuốc phiện mà chăng lần bà cũng như người thích nghiên cứu dầu quên cả vợ con à. Chứ lâu phải ông ấy bất lực. Chuyện không thích lằn bà là một chuyện khác. Quan huyện cười cho rằng thầy Lan Phúc Sinh Đường ngụy biện. Hàng chục anh ghiền đều bị vợ cấm sừng còn chi nữa. Chú nói thế nào tôi cũng không tin được là ghiền thuốc phiện mà vẫn khoái đàn bà, chuyện ái ân. Chú Tàu Phúc Sinh Đường như động đến tự ái của người ghiền, chú cười mỉm nhìn quan huyện và nói. Quan chỉ có nhìn thấy một phía, sự thật của tôi á, quan lớn là thấy, tôi vẫn khỏe mạnh, vợ nhỏ của tôi vẫn có mang. Giả lại quan lớn hãy nhìn kỹ coi, có những anh nghiện cấm sừng thiên hạ, chứ khó mà có anh nào cấm sừng nổi anh nghiện trừ những anh nghiện bạc nhược dội. Quan huyện cười gật đầu nói, ha ha, cũng có lý. Chú Tàu Phúc Sinh Đường cười hấu hấu, lo là sự thật chứ không phải là có lý à. Lây nè, quan lớn hãy nghe tôi chẳng hạn như hôm nay, quan lớn hút lộ ba tiếu thuốc dù quan lớn hãy thử sức với cô mô đó, thì quan huyện sẽ thấy cái sức dẻo bình dược bực của quan lớn sẽ ra sao. Lại do quan lớn thấy mấy anh ghiền trong những lúc biết khúc hay lăn tập tỉnh ghiền là những tay giao khấu khủng khiếp hay mò mẫm thiên hạ lắm, nhiều anh chàng bị mất vợ vì những lúc đó. Những anh chàng vừa mới hiền sắc mặt lúc nào cũng lỏ hồng hào mạnh khỏe khủng khiếp, thì tôi hỏi rằng nặng nào mà chịu nổi với những anh chàng đó. Tôi nói chắc quan lớn không tin, nhưng hôm nay quan lớn thử sức coi có đúng như lời tôi nói không á. Quan huyện gật đầu cầm miếng kẹo đậu phộng thì chú Phúc Sinh Đường đã quay lại trao cho quan huyện điếu thuốc thứ nhì. Dạ, mời quan lớn à. Quan huyện cầm dọc đậu đưa vào miệng kéo. Chú Phúc tiêm điếu thuốc này có vẻ nhức hơn điếu thuốc trước. Chú muốn cho quan huyện say đêm nay để quan lớn đi mô bà lớn. Nếu bà lớn có nhà, chú Phúc không ngờ quan lớn hút thuốc cũng với mục đích mà chú Phúc muốn quan huyện phải làm. Quan huyện hút hết điếu thuốc thứ ba thì quan huyện không còn hút được nữa. Ông say lơ tơ mơ phát nấc lên. Mấy chén trà tàu làm quan huyện ngây ngất khó chịu vô cùng. Quan huyện nằm liêm diêm thì chú Phúc Sinh Đường phải thập tu lại khẽ nói. Hút một vài liếu chơi chú thập a. Từ lúc nãy giờ ngồi nghe quan huyện và ông thầy Lan Tàu bàn về á phiện trong tình dục và ái ân, thập tu cũng muốn thí nghiệm coi ra sao. Thập tu có bốn vợ, người vợ thứ tư của thập tu là một quả phụ bán hàng tắm tại chợ huyện. Hắn dựa vào cô vợ này để kiếm ăn. Trong đám lính lệ của huyện Hương Trà này, thập tu là người khấm khá nhất. Chú Phúc Sinh Đường tiêm xong điếu thuốc kẻ gõ vào chiếc ống rồi đưa cho thập tu. Thập tu vội vã ghé xuống nằm kéo ro ro. Quan huyện bắt đầu thấy ngứa gãi liên miên. Trên da thịt quan huyện lúc này tê lê mê. Quan huyện ngẩng nhìn lên thì chiếc đồng hồ quả quýt của ông để trên túi áo. Ông thấy đã gần 10 giờ đêm rồi, bèn dục thập tu. Thôi, xin kéo chú Phúc thầy trò chúng tôi về ngăn. Tôi thấy nồng nào quá. Chú Phúc mỉm cười nói, hè hè, quan lớn ngậm mấy quả xí muội thì đỡ say ngay. Lấy tôi lấy cho quan lớn mấy quả xí muội
Chú Phúc vào trong tủ thuốc, mở chiếc bình lấy ra mấy gói ô mai mặn, trao lại quan quyện. Quan quyện vội lấy ra mấy quả xí muội bỏ vào miệng. Chú Phúc tiễn quan quyện ra khỏi nhà. Quan quyện lâng lâng bước như người sắp biết bay. Ông thấy nôn nao nhưng nhờ có mấy quả xí muội mà ngăn được ói mửa. Quan quyện phải dựa vào thập tu để đi. Trong nhà riêng của quan quyện, Duyên ngồi chờ quan quyện cho đến 9 giờ tối vẫn chưa thấy quan quyện về. Nàng thấy đã buồn ngủ. Trong nhà không còn ai ngoài Duyên. Nàng đâm nhớ thương miên man. Lúc Duyên nghĩ đến Hải, khi nghĩ đến cậu chó, người chồng của Duyên, rồi lại quan quyện. Duyên lên giường đắp chăn nằm, trời đã bắt đầu lạnh. Gió heo mây thổi vi vút bên ngoài, những chiếc lá chuối bị gió đánh vật vờ kêu lên những tiếng phầm phập làm Duyên thấy buồn khủng khiếp, cô đơn vô cùng. Nàng nằm chăn ấm nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giữa lúc Duyên đang ngủ thì một bàn tay lạnh rờ trong người nàng. Duyên giật mình mở mắt dậy, thì một người đã nằm bên cạnh nàng. Duyên vội đẩy người này ra, nàng mới biết đó là quan quyện. Duyên khẽ nói, lạnh quá, Yên ơi, Yên đi mau về đó. Quan quyện có vẻ lạnh nên ông rút vào người Duyên khẽ nói, à, đi kiếm thuốc. Duyên ngạc nhiên hỏi, thuốc chi? Thuốc chi rồi lát nữa em sẽ biết. Duyên khúc khích cười, thuốc chi cũng rứa, chiều ni hỉ, trông anh chán quá mà. Quan quyện ông ghì lấy Duyên, bàn tay ông đưa đi gần như khắp người Duyên và dừng lại ở ngực nàng. Trong cái ôm ghì đê mê, Duyên có vẻ khó chịu trước sự khiêu gợi của quan quyện. Quan quyện tìm mọi thứ để khiêu gợi hứng thú của mình, nhưng cái say lơ tơ mơ của áo viện làm ông sụi lơ. Đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo, mà người ông thì bãi quải. Áo viện đã ngấm vào cơ thể quan quyện. Hứng thú ái ân đã bị đè xuống, bị say áo viện. Quan quyện thấy chán nản, còn Duyên thì bị quan quyện kích thích. Nàng thấy người mình nóng ran. Đôi ngực phập phồng nhưng quan quyện lại chẳng thấy chi hết. Duyên ôm ghì lấy quan quyện nhưng rồi nàng đẩy quan quyện khẽ nói, hết rồi. Quan quyện biết Duyên chê mình, nhưng ông không biết nói năng ra răng nữa, quả ông đã bất động. Cái say thuốc viện tuy làm ông tỉnh táo, nhưng người ông như khúc gỗ. Trong người lúc nào cũng nôn nao khó chịu, nhưng muốn mê. Quan quyện phải lấy xí muội ra ngậm, Duyên nhìn quan quyện cười hỏi, bây trừ răng đây, nằm thấy ni răng. Quan quyện cười đáp, đợi chút mà. Bị say thuốc viện, quan quyện nghĩ, có lẽ nốc vào chút rượu thuốc, cho say. Tới công phá nhau may ra gỡ được cái nạn này, quan quyện vùng dậy xỏ chân vào đôi dép đi ra tủ rượu. Mở lấy chai rượu thuốc rót ra ly uống ực một ngụm. Rượu chạy rần rần làm mặt quan quyện đỏ ửng. Quả rượu đã phá áo phiện, người ông nóng ran, hứng thú ái ân bật dậy. Quan quyện vào giường, nhìn Duyên đang liêm diêm ngủ dưới ánh đèn lờ mờ. Trông Duyên thật đẹp, nét yêu kiều thong thong của nàng thôn nữ trong tuổi đang lên, làm quan quyện cuốn lên. Vẫn trong cái thế của người thượng cổ, quan quyện ôm ghì lấy Duyên, Duyên giật mình khẽ lắc người vào. Quan quyện kéo Duyên lại, Duyên nhìn quan quyện thương hại hỏi, chi đó hỉ? Quan quyện thích thú hạnh diện. Hè, em chết mấy dưới yên. Duyên cười hỏi, chết răng. Dầu em thấy. Duyên vẫn tỏ vẻ khinh khi, chết như chiều nay hỉ. Quan quyện hách dịch, chiều ni răng được, rồi em thấy Duyên mà. Duyên thách thức, đó, mần răng thì làm đi. Quan quyện nhào vô rút vào người Duyên. Ngực của Duyên làm quan quyện sức ngạt thở. Ông hùng hục kích thích Duyên, Duyên cuốn lên vì sự kích thích đến cùng độ. Của miệng lưỡi quan quyện, Duyên khẽ rên, đừng Duyên, đừng Duyên, mừng em buồn quá. Càng thấy Duyên kêu buồn, quan quyện càng rút kỹ hơn, người quan quyện đã cứng ngắc. Lần này quan quyện muốn Duyên thấy sức dai dẳng khủng khiếp của ông, để bù đắp lại lúc ban chiều nàng đã coi thường ông. Duyên không thể chịu đựng được nữa, nàng nhắc bỗng quan quyện lên. Duyên mệt phờ, ôm ghì lấy quan quyện khẽ hỏi, răng tối nay anh khỏe rứa? Quan quyện cười đáp, răng em biểu anh yếu như chịu. Duyên nhắc lại chuyện ban chiều, chiều đó, ê, chiều khác bây giờ khác mà. Duyên hỏi, răng lạ rứa, như thế này, Duyên khỏe hơn cậu bảy đó hỉ. Quan quyện thích thú, ông đã gác được cậu chó ít nhất được một keo rồi. Quan quyện thầm cảm ơn lão lang tàu phúc sinh đường.
Sự khóa lố của Thuốc Phiện làm quan quyện kéo dài cuộc chiến đấu trên 2 tiếng đồng hồ, thành ra chính ông cũng thấy hết hứng thú. Tập thứ 15 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 16.